Kỹ thuật nội tâm, phần 2, 9, tâm trí. 1. Sự hiểu biết nằm ngoài suy nghĩ. Bạn đã bao giờ quan sát kỹ một tổ ong chưa? Không quan trọng bạn đã học trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay chưa, vẫn có điều gì đó để học hỏi từ một tổ ong. Thật là một kỳ tích tuyệt vời của kỹ thuật. Đây thực sự là khu chung cư tốt nhất mà bạn có thể tưởng tượng, được thiết kế và cấu trúc tinh xảo, đồng thời có tính kiên cố đáng kinh ngạc. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một tổ ong rơi khỏi cây trong bất kỳ loại thời tiết nào, phải không? Mặc dù đó là một tác phẩm tuyệt vời, nhưng liệu những con ong có kế hoạch kỹ thuật trong đầu không? Câu trả lời sẽ là không. Những kế hoạch này nằm trong cơ thể chúng. Chúng biết chính xác phải làm gì nhờ có bản thiết kế trong hệ thống của mình. Kiến thức tâm linh hay sự hiểu biết luôn được truyền đi như thế này, không phải bằng suy nghĩ, không phải bằng lời nói, mà giống như cách những con ong truyền sự hiểu biết về cách xây tổ ong qua nhiều thế hệ. Khi sự hiểu biết này được truyền đi hoặc tải xuống, có thể nói như vậy, mọi thứ bạn cần biết đều ở ngay bên trong bạn. Khi bạn tải xuống một loại phần mềm nhất định vào máy tính của mình, bạn không cần phải hiểu tất cả những phần mềm đó hoạt động như thế nào. Bạn không cần phải đọc từng từ được viết trong phần mềm. Bạn nhấn một phím và nó tạo ra kết quả. Nếu bạn nhấn phím khác, kết quả sẽ khác. Đột nhiên, bạn có một loại thực tế khác. Tôi phân biệt giữa kiến thức và hiểu biết. Kiến thức về cơ bản là thông tin được tích lũy. Tất cả thông tin chỉ liên quan đến bản chất vật chất của sự tồn tại. Mặt khác, hiểu biết là một trí thông minh sống động. Có hay không có bạn, nó vẫn như vậy. Bạn ở trong nó hoặc không, đó là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Có một trí thông minh có sẵn bên trong bạn, như chúng ta đã thấy trước đó, có khả năng biến một mẩu bánh mì thành một con người. Cỗ máy tinh vi nhất, bao gồm cả bộ não, được tạo ra bởi trí thông minh có sẵn này. Ngay bây giờ, bạn chỉ đang cố gắng sử dụng một phần giới hạn trong bộ não của mình và bạn nghĩ đó là trí thông minh. Không phải vậy. Có một thứ gì đó bên trong bạn có thể tạo ra toàn bộ bộ não con người với tất cả sự phức tạp và khả năng tuyệt vời của nó. Cái gì đó, đó hoạt động theo một cách hoàn toàn khác. Ví dụ, tôi không nghĩ bằng đầu mà bằng mọi tế bào trong cơ thể. Điều này làm cho suy nghĩ của tôi trở thành một quá trình hữu cơ, liền mạch và tích hợp. Có một mức độ tích hợp nhất định về nó, bởi vì nó liên quan đến tất cả tôi. Tôi không có nhiều suy nghĩ trong đầu, trừ khi tôi chọn cách suy nghĩ. Không có gì đã từng không đúng chỗ trong sự tồn tại này. Mọi thứ chỉ không phù hợp trong xã hội loài người. Giữa mảnh đời này và mảnh đời kia có thể có sự so sánh. Nhưng đối với trí thông minh đang làm cho tất cả cuộc sống xảy ra, không có bối cảnh, không có sự so sánh, bởi vì không có cái khác. Bạn không thể nói bây giờ nó đã ở đúng vị trí hay chưa, nó luôn luôn ở đúng vị trí. Và việc theo đuổi yoga chỉ là chuyển từ mớ thông tin nhỏ bé này sang một vũ trụ trí tuệ. Thật là một lựa chọn bi thảm mà mọi người thường đưa ra, lựa chọn sự hữu hạn của bộ não con người đối với một vũ trụ tri thức vô hạn. Sadhana. Chỉ cần làm việc để loại bỏ khỏi tâm trí ý tưởng rằng suy nghĩ là thông minh. Toàn bộ quá trình sáng tạo, từ một nguyên tử đơn lẻ đến vũ trụ, là một biểu hiện tuyệt vời của trí thông minh. Ngay bây giờ bên trong cơ thể bạn có một trí thông minh đang đập rộn ràng, chính là nguồn gốc của sự sáng tạo. Với trí tuệ được đánh giá cao mà bạn sở hữu, bạn thậm chí có thể hiểu toàn bộ hoạt động của một tế bào trong cơ thể mình không? Bước đầu tiên để chuyển từ cái bẫy của trí tuệ sang sự bao phủ của trí thông minh rộng lớn hơn là nhận ra rằng mọi khía cạnh của cuộc sống, từ một hạt cát đến ngọn núi, một giọt nước cho đến đại dương, từ nguyên tử đến vũ trụ, đều là một biểu hiện của một trí thông minh vĩ đại hơn nhiều so với trí tuệ nhỏ bé của bạn. Nếu bạn thực hiện một bước này, cuộc sống sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn hơn bao giờ hết. 2. Tin tưởng so với tìm kiếm. Chuyện xảy ra như sau. Vào một ngày nọ, hai người Ireland đang làm việc trên đường phố,
trước một nhà thổ ở London. Họ nhìn thấy một mục sư Tin Lành đang đi tới. Anh xắn cổ áo, cúi đầu và lặng lẽ chui vào nhà thổ. Hai người đàn ông nhìn nhau và nhún vai. Thấy chưa, bạn có thể mong đợi điều gì khác từ một người theo đạo Tin Lành. Họ tiếp tục làm việc. Sau một thời gian, một giáo sĩ Do Thái đi qua. Anh ta có một chiếc khăn quàng quanh cổ, gần như che mặt. Anh ta cũng chui vào nhà thổ. Những người đàn ông vô cùng đau đớn và lắc đầu buồn bã. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian đã trở nên tồi tệ. Một người đàn ông tôn giáo trong một nhà thổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Một lúc sau, giám mục địa phương đi cùng. Anh ta nhìn quanh quất, cuốn chặt áo choàng quanh người và lẻn vào nhà thổ. Một trong những người đàn ông quay sang người kia và nói: một trong các cô gái chắc hẳn bị ốm nặng. Khoảnh khắc bạn bị đồng nhất mạnh mẽ, bạn đánh mất quan điểm của mình về cuộc sống. Ý tưởng tốt và xấu, đúng và sai đều là những cấu trúc tinh thần của bạn. Những gì được coi là đạo đức cách đây 100 năm thì ngày nay không thể chấp nhận được. Những gì bạn nghĩ là rất tốt, còn bạn lại coi thường. Quan niệm của bạn về tốt và xấu chỉ là một mức độ định kiến nhất định đối với cuộc sống. Khoảnh khắc bạn bị đồng nhất với những ý tưởng đạo đức hạn chế của mình, bạn sẽ hoàn toàn trở nên nhàu nát. Trí tuệ của bạn hoạt động xung quanh những nhận biết này theo cách mà bạn không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn có. Nếu bạn muốn một yếu tố tinh thần vào cuộc sống của mình, điều đầu tiên bạn phải làm là vứt bỏ những ý tưởng cứng nhắc về đức hạnh và thói xấu và học cách nhìn cuộc sống theo đúng bản chất của nó. Một trong những vấn đề lớn nhất trên thế giới ngày nay là ngay từ thời thơ ấu của một người, một hệ thống đạo đức không linh hoạt đã được áp đặt vào tâm trí. Bất cứ điều gì bạn cho là tốt, bạn sẽ tự nhiên bị đồng hóa với nó. Bất cứ điều gì bạn cho là xấu, bạn sẽ bị đẩy lùi một cách tự nhiên. Sự hấp dẫn và ác cảm là cơ sở của tất cả các nhận biết mạnh mẽ. Bản chất của tâm trí bạn là bất cứ điều gì bạn không thích sẽ thống trị tâm trí. Các nhà đạo đức và thuyết giáo qua nhiều thế hệ đã nói với nhân loại rằng hãy tránh xa những ý nghĩ xấu xa. Đó là một chiến lược chắc chắn để đạt được điều ngược lại. Bây giờ, nếu bạn cố gắng chống lại cái được cho là tư tưởng xấu, thì nó sẽ trở thành một công việc toàn thời gian, sẽ không có gì khác đang diễn ra trong đầu bạn ngoài những tư tưởng xấu. Ý tưởng về sự ưu việt về mặt đạo đức là nguồn gốc của quá nhiều hành vi vô nhân đạo không thể bỏ qua. Hầu hết những người tin rằng họ có đạo đức đều khó để chung sống. Bên cạnh đó, họ dành phần lớn cuộc đời để cố gắng tránh những gì họ cho là sai trái hoặc tội lỗi. Điều đó thường có nghĩa là họ không ngừng nghĩ về nó. Trốn tránh điều gì đó không phải là tự do khỏi nó. Đạo đức như vậy dựa trên sự loại trừ. Mặt khác, yếu tố tinh thần được sinh ra từ sự hòa nhập. Bản chất thiết yếu của loài người chúng ta đã bị đàn áp và bóp méo, đến mức sự thay thế của đạo đức đã được đưa vào để mang lại một số trật tự và sự lành mạnh cho cuộc sống của chúng ta. Điều này đã xảy ra bởi vì chúng ta đã không làm bất cứ điều gì để giữ cho lòng từ bi hoạt động. Nếu lòng từ bi của bạn đã hoạt động, sẽ không cần phải có đạo đức. Đạo đức luôn khác nhau giữa người này với người khác, tùy theo thời gian, địa điểm, hoàn cảnh và sự thuận tiện. Nhưng bất cứ nơi nào lòng từ bi tìm thấy biểu hiện của nó, vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hay bất kỳ nền văn hóa nào trên thế giới, thì nó vẫn luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. Ở mức độ bề ngoài, các giá trị, luân lý và đạo đức của chúng ta, mỗi người có thể khác nhau. Nhưng nếu bạn biết cách để đi vào một con người đủ sâu để chạm đến lòng từ bi này, thì mỗi người chúng ta là như nhau. Để áp đặt đạo đức, bạn không cần bất kỳ sự tham gia nào với mọi người. Bạn chỉ cần đưa ra những mệnh lệnh: hãy ngoan, ăn nói tử tế. Nếu bạn nói trong lúc tức giận, hậu quả sẽ rất thảm khốc, vân vân. Nhưng nếu bạn muốn khơi dậy lòng từ bi trong một người, thì cần phải tham gia nhiều hơn nữa. Nó có nghĩa là cho đi chính mình. Đạo đức có giá trị vì nó giúp đảm bảo trật tự xã hội, nhưng nó có khả năng tàn phá nội tâm, vì không ai có thể sống theo những chuẩn mực đạo đức
được quy định bởi hầu hết các tôn giáo, nên hầu hết nhân loại sống trong tình trạng tội lỗi, xấu hổ và sợ hãi vĩnh viễn. Đây là một tồn tại què quặt bi thảm. Trong khi lòng nhân từ cũng sẽ mang lại trật tự xã hội, nhưng nó không đòi hỏi bất kỳ sự cưỡng chế nào từ bên ngoài. Lập một danh sách tất cả những điều mà các tôn giáo lớn trên thế giới gọi là tội lỗi, và bạn sẽ thấy rằng chỉ cần được sống cũng là một tội lỗi. Nếu bạn được sinh ra thì đó là một tội lỗi. Nếu bạn có kinh nguyệt, đó là một tội lỗi. Nếu bạn giao hợp, đó cũng là một tội lỗi. Ngay cả khi bạn ăn nhiều sô-cô-la, bạn có thể phạm tội. Vì chính tiến trình của cuộc sống là tội lỗi, nên bạn sống trong cảm giác tội lỗi và kinh hoàng triền miên. Nếu con người không bị bao trùm bởi sợ hãi và tội lỗi, thì các đền thờ, thánh đường và nhà thờ trên thế giới sẽ không đông đúc như vậy. Nếu bạn vui vẻ một cách tự nhiên, bạn sẽ ra ngồi trên bãi biển hoặc lắng nghe tiếng thì thầm của những chiếc lá trên cây. Chỉ vì các tôn giáo đã thấm nhuần cảm giác sợ hãi và xấu hổ như vậy, nên bạn mới xấu hổ về chính sinh lý của mình. Bây giờ, bạn phải đến một nơi được gọi là thánh địa để rửa sạch. Mọi người sẽ luôn tìm cách để lật đổ các giá trị, luân lý và đạo đức. Nhưng khi bạn vui vẻ một cách tự nhiên, bạn tự nhiên dễ chịu với thế giới xung quanh mình. Tâm linh không có nghĩa là rời xa cuộc sống, nó có nghĩa là trở nên sống động đến cốt lõi, theo cách đầy đủ nhất có thể. Với tuổi tác, sự nhanh nhẹn về thể chất có thể giảm đi, nhưng mức độ vui vẻ và sống động thì không. Nếu mức độ vui vẻ và sức sống của bạn giảm sút, bạn đang tự sát từng phần. Thật không may, tất cả các loại hệ thống niềm tin được truyền lại như tâm linh ngày nay, quá trình tâm linh luôn luôn là một nhiệm vụ. Có một sự khác biệt đáng kể giữa tin tưởng và tìm kiếm. Tin tưởng có nghĩa là bạn đã phỏng đoán điều gì đó mà bạn không biết. Tìm kiếm có nghĩa là bạn đã nhận ra rằng bạn không biết. Điều này mang lại một sự linh hoạt lớn lao. Khoảnh khắc bạn tin vào điều gì đó, bạn đã mang một sự cứng nhắc nhất định vào chính quá trình sống của bạn. Sự cứng nhắc này không chỉ ở thái độ, nó ngấm vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn và là nguyên nhân của vô số đau khổ trên thế giới. Xã hội loài người phản ánh kinh nghiệm bên trong của con người. Việc tạo ra những con người linh hoạt và sẵn sàng nhìn mọi thứ theo cách mới mẻ, không định kiến, thay vì bị mắc kẹt trong niềm tin và quan điểm, chắc chắn sẽ tạo ra một kiểu xã hội khác. Yoga là một phương pháp đã mang lại hiệu quả tuyệt vời cho tôi và hàng triệu người. Đó là một phương pháp hoàn toàn khoa học, bắt nguồn không phải từ đức tin hay tín ngưỡng, mà từ sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế của con người. Nó cũng không đến từ một cảm giác lạc quan ngây thơ nào đó. Tiền đề rất đơn giản. Nếu bạn có một hạt giống tốt, và nếu bạn tạo ra bầu không khí phù hợp, nó sẽ nảy mầm. Tạo ra bầu không khí phù hợp cho cơ thể và tâm trí là công việc duy nhất. Bạn không phải làm bất cứ điều gì khác, không cần những lời dạy về đạo đức, không cần những bài giảng siêu hình. Nếu lòng từ bi của bạn được khuấy động, bạn là một con người đẹp đẽ. Tất cả những gì được coi là tiêu cực trên thế giới thực sự bắt nguồn từ giới hạn. Nhận thức hạn chế mà chúng ta áp đặt cho bản thân là thứ khiến chúng ta trở thành tôi so với người khác. Chính trong không gian phân chia và ngăn cách này, mọi tội ác và tiêu cực được sinh ra. Vì vậy, phấn đấu cho sự vô hạn là một bảo hiểm chống lại mọi khuynh hướng tiêu cực. Là một chủng tộc, nhân loại bây giờ cần giải phóng cuộc sống thay vì kiểm soát nó. Từ giới hạn đến giải thoát, đây chính là con đường. 3. Cây ước nguyện. Tâm trí của bạn có thể ở 5 trạng thái khác nhau. Đầu tiên, nó có thể trì trệ, có nghĩa là nó hoàn toàn không được kích hoạt, nó ở trạng thái thô sơ. Nếu bạn cung cấp năng lượng cho nó sẽ hoạt động nhưng bị phân tán. Nếu bạn tiếp thêm năng lượng cho nó sẽ không còn phân tán nữa mà bắt đầu dao động. Nếu bạn tiếp thêm năng lượng cho nó sẽ trở thành nhất tâm. Nếu bạn tiếp thêm năng lượng cho nó nữa, nó sẽ trở nên có ý thức. Và nếu tâm trí bạn có ý thức, đây là một điều kỳ diệu. Nó là cây cầu tới thế giới mà bạn không tưởng tượng được. Tâm trí trì trệ không phải là một vấn đề.
một người đầu óc rất đơn giản và trí tuệ của họ vẫn chưa sủi bọt thì không có vấn đề gì, họ ăn ngon, ngủ kỹ. Chỉ có những người suy nghĩ nhiều mới ăn ngủ không yên mà thôi. Những người có đầu óc đơn giản thực hiện mọi hoạt động của cơ thể tốt hơn nhiều so với những người được gọi là trí thức của thế giới. Có an bình nào đó trong họ, bởi vì bạn cần một vài sự thông minh nào đó để tạo ra rối loạn hoặc hỗn loạn. Tâm trí trì trệ gần với bản chất động vật hơn con người. Khoảnh khắc bạn bơm vào một số năng lượng, tâm trí sẽ hoạt động, nhưng nó thường bị phân tán. Khi một số người bắt đầu thực hành tâm linh, họ có thể trải nghiệm một mức độ sôi sục mới mà họ không thể xử lý được. Trừ khi họ ở trong bầu không khí thích hợp, họ có thể giải thích sự sủi bọt tinh thần này được hỗ trợ bởi các mức năng lượng mới trong hệ thống là sự xáo trộn. Có một chứng hoang tưởng phổ biến trong mọi người, một xu hướng sợ mọi thứ mới. Nhưng trên thực tế, tất cả những gì họ đang làm là chuyển từ trạng thái trì trệ sang mức sống động cao hơn. Một khi những người có tâm rất tán loạn bắt đầu thực hành tâm linh, họ sẽ đạt đến một nơi mà tâm trở nên ít tán loạn hơn. Nhưng bây giờ nó bắt đầu dao động. Một ngày nào đó, nó di chuyển theo hướng này. Vào ngày khác, nó lại đi theo hướng khác. Tuy nhiên, đây là một cải tiến to lớn so với việc bị phân tán, nơi mà tâm trí có thể di chuyển 10 nơi khác nhau trong từng khoảnh khắc. Nếu tâm trí đã dao động và được tiếp thêm năng lượng, thì dần dần nó sẽ trở nên tập trung, hay như chúng ta nói trong yoga, nhất tâm. Điều đó tốt hơn nhiều so với trạng thái trước đó. Nhưng trạng thái cao nhất là khi tâm trí trở nên có ý thức. Về mặt công cụ, không phải máy tính, ô tô hay tàu vũ trụ của bạn, mà chính tâm trí con người mới là thứ kỳ diệu nhất. Chỉ cần bạn có thể sử dụng nó một cách có ý thức. Lý do tại sao thành công đến quá dễ dàng và tự nhiên đối với một người, nhưng lại là một cuộc đấu tranh đối với người khác. Về cơ bản là thế này, một người đã sắp xếp tâm trí của mình để suy nghĩ theo cách anh ta muốn, còn người khác thì nghĩ ngược lại lợi ích của chính họ. Tâm trí con người được thiết lập tốt, được gọi là Kalpa Vriksha hay cây ước nguyện, nó sẽ cho bạn bất kỳ lợi ích nào. Với tâm trí như vậy, bất cứ điều gì bạn cầu xin đều trở thành hiện thực. Tất cả những gì bạn cần làm là phát triển tâm trí đến mức nó trở thành một cây ước nguyện, chứ không phải nguồn gốc của sự đổ nát. Một tâm trí có thể biểu hiện bất cứ điều gì nó chọn, được mô tả trong yoga là ở trạng thái Samyukti. Đây là một thiện xảo phát sinh từ tâm xả. Khi suy nghĩ của bạn được tổ chức, cảm xúc của bạn cũng sẽ được tổ chức. Dần dần, năng lượng và cơ thể của bạn cũng được tổ chức theo cùng một hướng. Tuy nhiên, thứ tự mà bạn giải quyết các khía cạnh này có thể khác nhau, tùy thuộc vào những gì bạn đã sẵn sàng. Xem xét thực tế hiện nay, hầu hết mọi người đều chưa sẵn sàng cho bất kỳ hệ thống nào, trừ khi họ lần đầu tiên bị thuyết phục một cách có trí tuệ về nó. Cuối cùng, một khi suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể và năng lượng của bạn được hướng về một hướng, khả năng tạo ra và thể hiện những gì bạn muốn sẽ rất đáng kinh ngạc. Khoa học hiện đại ngày nay đang chứng minh rằng toàn bộ sự tồn tại này chỉ là một âm vang của năng lượng, một rung động vô tận. Suy nghĩ cũng là một âm vang. Nếu bạn phát khởi một ý nghĩ mạnh mẽ và để nó ra đi, nó sẽ luôn luôn tự biểu lộ. Để điều này xảy ra, điều quan trọng là bạn không cản trở và làm suy yếu suy nghĩ của mình bằng cách tạo ra những kiểu suy nghĩ tiêu cực và tự chuốc lấy thất bại. Nói chung, mọi người sử dụng niềm tin như một phương tiện để xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, một khi bạn đã trở thành một con người biết suy nghĩ, những nghi ngờ luôn xuất hiện. Tâm trí của bạn được tạo ra như thế nào? Nếu Chúa xuất hiện ngay tại đây, vào lúc này, bạn sẽ không đầu hàng trước Chúa. Thay vào đó, bạn sẽ muốn tiến hành một điều tra để tìm hiểu xem đây có phải là chân thật hay không. Có một giải pháp thay thế cho niềm tin, đó là sự cam kết. Nếu bạn chỉ cam kết tạo ra những gì bạn thực sự quan tâm, thì giờ đây, một lần nữa, suy nghĩ của bạn được sắp xếp theo cách không có rào cản. Suy nghĩ của bạn tự do hướng tới những gì bạn muốn,
Và một khi điều này xảy ra, sự biểu hiện của mong muốn của bạn là một hệ quả tự nhiên. Để tạo ra những gì bạn thực sự quan tâm, mong muốn của bạn trước tiên phải được thể hiện rõ ràng trong tâm trí bạn. Đó có phải là những gì bạn thực sự muốn? Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Đã bao nhiêu lần trong đời bạn nghĩ, đây rồi, và khoảnh khắc bạn đến đó, bạn nhận ra rằng, đó không phải là tất cả. Vì vậy, trước tiên hãy khám phá những gì bạn thực sự muốn. Một khi điều đó rõ ràng và bạn cam kết tạo ra nó, bạn sẽ tạo ra một quá trình suy nghĩ liên tục theo hướng đó. Khi bạn duy trì một dòng suy nghĩ ổn định mà không thay đổi hướng, nó sẽ biểu hiện thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Có những quá trình yoga mà bạn có thể tiếp xúc với một khía cạnh khác của trí thông minh, không bị trí nhớ làm ô nhiễm, được gọi là citta mà chúng ta đã đề cập trước đó. Nhận ra sức mạnh của citta, được gọi là chit shakti, một quá trình đơn giản và mạnh mẽ mà qua đó bạn có thể tiếp cận chính nguồn sáng tạo bên trong mình. 4. Chuyện hoang đường về cái đầu và trái tim. Người ta thường nghe mọi người nói rằng lý trí của họ hướng họ về một hướng và trái tim của họ hướng họ về một hướng khác. Trong yoga, nền tảng cơ bản mà chúng ta thiết lập là bạn là một người, một thực thể thống nhất, duy nhất, không có sự tách biệt giữa cái đầu và trái tim. Bạn là một thể thống nhất. Trước tiên, chúng ta hãy hiểu điều được gọi là đầu và trái tim. Bạn thường gán suy nghĩ của mình cho cái đầu và cảm xúc của bạn cho trái tim. Nhưng nếu bạn xem xét điều này một cách cẩn thận và với sự chân thành tuyệt đối, bạn sẽ nhận ra rằng cách bạn suy nghĩ chính là cách bạn cảm nhận, nhưng cũng đúng là cách bạn cảm nhận là cách bạn suy nghĩ. Đây là lý do tại sao yoga bao gồm cả suy nghĩ và cảm xúc như một phần của cùng một Manomaya Kosha hay cơ thể tinh thần. Những gì bạn thường nghĩ về như tâm trí là quá trình suy nghĩ hoặc trí tuệ. Nhưng trên thực tế, tâm trí có nhiều khía cạnh. Một là khía cạnh logic, một khía cạnh khác là khía cạnh tình cảm sâu sắc hơn. Trí tuệ, như chúng ta biết, được gọi là buddhi. Chiều sâu hơn của tâm trí thường được biết đến là trái tim. Nhưng trong yoga, tâm trí cảm xúc sâu sắc hơn này được gọi là manas. Manas là sự kết hợp phức tạp của ký ức giúp hình thành cảm xúc theo một cách cụ thể. Vì vậy, cách bạn cảm nhận và cách bạn suy nghĩ đều là hoạt động của tâm trí. Nó khá đơn giản. Nếu tôi nghĩ bạn là một người tuyệt vời, tôi sẽ có những cảm xúc ngọt ngào đối với bạn. Nếu tôi nghĩ bạn là một người tồi tệ, tôi sẽ nuôi dưỡng những cảm xúc khó chịu về bạn. Nếu bạn coi ai đó là kẻ thù của mình và sau đó cố gắng yêu thương họ, đó là một công việc rất khó khăn. Chúng ta đừng làm khó những khía cạnh đơn giản của cuộc sống. Cách bạn nghĩ là cách bạn cảm nhận, nhưng suy nghĩ và cảm nhận dường như khác nhau trong trải nghiệm của bạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì suy nghĩ có một sự rõ ràng nào đó, một sự linh hoạt nào đó về nó, cảm xúc chậm hơn. Hôm nay, bạn nghĩ rằng đây là một người rất tuyệt vời và bạn có tình cảm ấm áp về anh ấy. Đột nhiên, anh ấy làm điều gì đó mà bạn không thích và bạn nghĩ anh ấy thật kinh khủng. Suy nghĩ của bạn nói với bạn rằng anh ta thật kinh khủng, nhưng cảm xúc của bạn không thể thay đổi ngay lập tức. Nó đấu tranh. Nếu bây giờ nó ngọt ngào, nó không thể trở thành cay đắng ngay sau đó, phải mất thời gian để quay lại. Nó có một vòng quay rộng hơn, tùy thuộc vào sức mạnh của cảm xúc của bạn. Có thể mất 3 ngày, 3 tháng hoặc 3 năm, nhưng sau một thời gian, nó sẽ quay trở lại. Thật vô ích khi tạo ra xung đột giữa lý trí và trái tim. Cảm xúc chỉ là phần hấp dẫn hơn của suy nghĩ. Bạn có thể tận hưởng sự ngọt ngào của nó, nhưng phần lớn là suy nghĩ dẫn dắt cảm xúc, cho dù bạn có nhận ra nó hay không. Tình cảm không hoàn toàn ổn định, cảm xúc của bạn cũng huyên thuyên, đi đây đi đó, nhưng nó kém linh hoạt hơn so với suy nghĩ, vì nó mất nhiều thời gian hơn để quay lại, và cường độ của nó thường lớn hơn đáng kể so với suy nghĩ, nên thường có vẻ như suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Nhưng chúng không khác gì mía
và nước ép của nó. Suy nghĩ không mãnh liệt như cảm xúc trong trải nghiệm của hầu hết mọi người. Ví dụ, bạn thường không suy nghĩ mãnh liệt như khi bạn tức giận. Nhưng nếu bạn tạo ra một suy nghĩ đủ mãnh liệt, nó cũng có thể áp đảo bạn. Chỉ 5-10% dân số có khả năng tạo ra loại suy nghĩ mãnh liệt đến mức không cần đến cảm xúc. 90% dân số chỉ có thể tạo ra những cảm xúc mãnh liệt bởi vì họ chưa bao giờ thực hiện điều cần thiết theo hướng khác. Nhưng có những người có suy nghĩ rất sâu sắc. Họ không có nhiều cảm xúc, nhưng họ là những người suy nghĩ rất sâu sắc. Tốt nhất là đừng tạo ra phân cực trong chính bạn. Điều đó dẫn đến nội chiến và tâm thần phân liệt. Suy nghĩ và cảm xúc không khác nhau. Một cái là khô khan, một cái là ngọt ngào. Hãy tận hưởng cả hai.